Thưa quý vị, câu chuyện con chó Pitbull nặng 60kg bất ngờ tấn công khiến một thanh niên tử vong và chủ chó thì bị cắn trọng thương khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Vâng và nạn nhân bị chủ chó này cắn trọng thương là anh Nguyễn Thanh Hải, 37 tuổi, trú tại huyện Tân Trụ, Long An và một thanh niên khác thì tử vong. Và đến chiều ngày 22 tháng 5 thì vẫn chưa có người đến nhận thi thể bị chó cắn chết. Theo đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi thì thi thể đã nhận được bàn giao cho công huyện Thủ Thừa. Sau một ngày thông báo tìm thân nhân nhưng mà không có người đến nhận thì Ủy ban nhân dân huyện Thủ Thừa đã giao thi thể người bị chó cắn cho lực lượng chức năng mai táng ở nghĩa trang địa phương. Được biết thì hung thủ chính là giống chó pitbull dòng đại, nặng khoảng 60 kg, dài đến 0,9 m, được chủ nhân mua từ thành phố Hồ Chí Minh và nuôi được khoảng 2 năm. Thông tin từ bệnh viện Đa khoa Long An cho biết anh Hồ Thanh Hải, chủ nhân của con chó pitbull này bị cắn trọng thương đã qua cơn nguy kịch và hiện sức khỏe thì đã dần ổn định Ngày hôm qua 21 tháng 5 các lực lượng công an đã tiêu diệt con chó pitbull cắn chết người và cũng theo thông tin từ công an tỉnh Long An sau khi sức khỏe của anh Hồ Thanh Hải chủ nhân con chó pitbull đã ổn định Cơ quan điều tra sẽ xem xét khởi tố người này vì hành vi vô ý làm chết người Còn theo chia sẻ của người dân thì anh Hải thì có cơ thể xăm trụ đầy hình. Ở Trước khi nuôi hai con chó pitbull thì anh từng có rất nhiều sở thích rất là độc và lạ như là và đã nuôi cả đại bàng và cả khỉ nữa. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang căng thẳng như hiện nay, thì câu chuyện khai báo không trung thực, trốn khỏi khu cách ly và vi phạm cách ly vẫn diễn ra đâu đó. Và câu chuyện của người phụ nữ ở Hải Dương dưới đây khiến chúng ta không khỏi bức xúc. Vâng, cụ thể là đến lịch hẹn lấy cái tiền thu nợ rượu, thì người phụ nữ đi theo sau xe thu gom rác để mà vào trong khu vực phong tỏa tại ổ dịch trên địa bàn của thành phố Hải Dương. Bị phạt hành chính là 3 triệu đồng và buộc phải cách ly y tế theo quy định. Trước đó vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày 21 tháng 5, bà Đỗ Thị 10 45 tuổi, trú tại thôn Trường Đáp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, Hải Dương, đi theo sau xe thu gom rác của công ty môi trường và đô thị để mà vào trong khu phong tỏa gốc mít. Đây là khu vực trong 3 ngày gần đây có hơn 10 ca nhiễm Covid-19 và được xác định là ổ dịch phức tạp tại thành phố Hải Dương. Và khi bà Mười vừa vào khu vực phong tỏa được chừng 10 mét thì bị cán bộ tại tổ trực chốt phát hiện và đưa về trụ sở Ủy ban nhân dân phường Trần Phú để mà làm việc. Tại đây thì bà Mười cho biết là từ ngày 3 tháng 5 gia đình bà có bán rượu chịu cho một hộ dân là hàng xóm của các F0 tại khu gốc Mít, phường Trần Phú. Và đến lịch hẹn lấy tiền nợ thì mới vào khu vực đang bị phong tỏa để mà thu nợ tiền rượu. Vâng và cũng căn cứ mức độ vi phạm thì Ủy ban nhân dân phường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng, lấy mẫu xét nghiệm và buộc phải lên xe y tế về lại địa phương thực hiện tự cách ly y tế 21 ngày theo quy định. Và đồng thời cũng sẽ thông báo tới chính quyền địa phương nơi người này ở để mà thực hiện việc giám sát tự cách ly y tế. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ một băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp với mặt kịch tinh vi, giả làm cán bộ nhà nước được chính phủ giao khai thác kho báu tỷ đô để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Theo đó, biết một người phụ nữ tại huyện Cử Cụ Chi vừa thu một số tiền lớn từ việc bán đất các đối tượng Lê Văn Tiến sinh năm 1970 trú tại Hà Nội, cùng Nguyễn Thị Tuyết sinh năm 1971 quê Thanh Hóa và Nguyễn Tâm Em sinh năm 1980 quê Bến Tre đã tìm cách tiếp cận để lên kế hoạch lừa đảo. Để tạo niềm tin, nhóm đối tượng này cho biết được chính phủ giao trách nhiệm cho khai thác kho báu gồm nhiều vàng, tiền cổ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, đồng thời khẳng định nếu tham gia đầu tư, sau 10 ngày sẽ được chiêm 1 triệu đô la Mỹ tin tưởng người phụ nữ đã chuyển cho nhóm cán bộ giả này tổng cộng 1,5 tỷ đồng tiền Việt và nhận lại 100 tờ tiền đô có mệnh giá 1 triệu đô mỗi tờ. Vâng, đang nói tinh vi hơn thì nhóm này tiếp tục cho người đóng giả làm các quan chức, các doanh nhân và tiếp tục đề nghị người phụ nữ đầu tư thêm 2 tỷ đồng nữa Tuy nhiên là khi các đối tượng này đang nhận 1 tỷ đồng tại một quán cà phê trên địa bàn quận nhất thì bị công an bắt quả tang. Vâng và hiện thì phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố Lê Văn Tiến cùng đồng bọn để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vâng cũng xin được một chuyển sang một thông tin cũng đáng chú ý không kém. Ngày hôm nay 22 tháng 5 công an tỉnh Nam Định đã thông tin về việc đưa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã Giao Yến, huyện Giao Thủy để mà điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào tối ngày 30 tháng 4, tổ công tác cấp căn cước công dân lưu động của công an huyện Giao Thủy gồm 6 cán bộ chiến sĩ do Trung úy Nguyễn Văn Lực, cán bộ công an huyện làm tổ trưởng tiến hành cấp căn cước công dân theo kế hoạch tại khu vực nhà văn hóa xã Giao Yến. Khoảng 23 giờ cùng ngày thì ông Trần Mạnh Cường, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giao Yến có biểu hiện say rượu đến khu vực cấp căn cước công dân tuyên bố không cho tổ công tác cấp căn cước công dân nữa, rồi tự ý ngắt atomat là mất điện toàn bộ khu vực nhà văn hóa, khiến hoạt động cấp căn cước công dân buộc phải dừng lại, gây bức xúc cho nhiều người dân đã đăng ký cấp số thứ tự và phải chờ đến lượt làm thủ tục. Nguyên nhân trước đó ông Cường đề nghị tổ công tác ưu tiên làm thủ tục cấp căn cước công dân trước cho một số người trong đội bóng đá của xã Giao Yến nhưng không được đồng ý. Chỉ đến khi lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện, công an huyện Giao Thủy xuống xã làm việc chỉ đạo thì mới đóng điện trở lại để tổ công tác tiếp tục cấp căn cước công dân cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, và với hành vi trên, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định đã vào cuộc điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Trần Mạnh Cường về tội chống người thi hành công vụ, quyết định tại khoản 1 điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015 và sửa đổi bổ đổ sung vào năm 2017. Vâng à, thưa quý vị và các bạn, bệnh viện đa khoa của Hà Đông thì vừa cấp cứu thành công một trường hợp hi hữu bị nguy kịch do mà ngộ độc thuốc nam không rõ nguồn gốc vào sáng ngày 22 tháng 5. Vâng và ở đây có một điều đáng lưu ý là trong viên thuốc người bệnh sử dụng có thành phần Fenformin là một loại thuốc dùng để điều trị đái tháo đường từ những năm 1950 và thuốc này thì đã bị cấm sản xuất và lưu hành từ năm 1973 do đây do đã gây ra hàng loạt những ca tử vong liên quan đến nhiễm axit lactic sau khi họ sử dụng Được biết bệnh nhân là nam 67 tuổi và viện trong tình trạng mệt mỏi, đau tức ngực, khó thở tăng dần, suy hô hấp. Lập tức bệnh nhân được đặt ống nội khí quản thở máy hỗ trợ. Tại khoa hồi sức tích cực chống động bệnh viện Đa khoa Hà Đông, bệnh nhân đã được hội trần tập thể của các bác sĩ trong khoa và được chuẩn đoán sơ bộ nhiễm toan chuyển hóa nặng, suy đa tạng do ngộ độc thuốc nam, đái tháo đường tiếp 2. Các bác sĩ cũng cho biết nếu không được cấp cứu xử lý kịp thời, nguy cơ bệnh nhân tử vong rất cao, sau 2 ngày lọc máu liên tục, tình trạng nhiễm toan đã được cải thiện, thuốc vận mạch đã giảm dần và cắt vào ngày thứ 3. Sau một tuần điều trị, bệnh nhân đã rút được ống nội khí quản, bệnh nhân tỉnh táo và không để lại di chứng. Thưa quý vị và theo lời của người nhà, bệnh nhân có tiền sử bệnh đái tháo đường và đang sử dụng một loại thuốc điều trị dạng viên màu vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, cũng không có nhãn mác không rõ thành phần, hàm lượng và nơi sản xuất được người nhà mua theo quảng cáo chuyển miệng. Vâng và song song với quá trình cấp cứu điều trị cho bệnh nhân thì các bác sĩ đã nhanh chóng gửi túi thuốc do người nhà cung cấp tới viện pháp y quốc gia để mà phân tích thành phần và kết quả trong viên thuốc thì có thành phần chính là Phenformin là một loại thuốc dùng để điều trị bệnh tiểu đường từ những năm 1950 và đáng nói là thuốc này đã bị cấm sản xuất và lưu hành từ năm 1973 bởi có đã gây ra hàng loạt các ca tử vong liên quan đến nhiễm axit lactic sau khi sử dụng.